How was your weekend, Hang? How was your weekend? Có nghe câu hỏi gì không? Nghe. Nghe vậy sao không trả lời? Làm cô tự mãi bị lát chứ. How was your weekend? Mình trả lời sao? Hay quá. How mà cô đang hỏi là how. How was your weekend? Hoặc là what was your weekend like? Hai câu này mình đều trả lời chung nhé. Cuối tuần của con như thế nào? It was gì nhỉ? It was what? Nói to lên sao cô không nghe hay gì hết ta? It was happy. It was happy. Are you sure? Now, did you learn the last lesson? Okay, today we're gonna move to lesson 4. Rồi, ngày hôm trước học những gì nó nhắc lại cho cô? Mình đã học về thì gì nhỉ? Thì quá khứ. Thì quá khứ. Và động từ ở trong quá khứ thì có mấy loại? Ba. Không, từ từ, động từ trong quá khứ nó sẽ chia thành hai loại chính lớn trước. Đó là động từ có. Có quy tắc, đúng không? Còn một cái sẽ là không có quy tắc, được chưa? Rồi, cái mà không có quy tắc thì nó có, ví dụ cái có quy tắc thì mình thêm gì vào? Thêm ed. Có quy tắc thì thêm ed, vậy cái không có quy tắc thì mình không? Không. Thế thì mình phải làm sao với cái không có quy tắc bây giờ? Chú ý. Nếu mà mình là một từ khác luôn. Và mình làm sao với những từ đó, làm sao để mà nhớ? Chỉ có một cách thôi, đó chính là học thuộc. Và cô gửi cho con một trăm động từ bất quy tắc rồi đó. Rồi, bây giờ động từ có quy tắc thì viết ed vào, đúng không? Rồi, mà ed đó thì mình có mấy cách đọc? ED đó ba cách đọc. Tiên đó là gì? ED bình thường. Đọc bình thường thì mình đọc là gì nhỉ? Đọc bình thường. Gọi là gì? Đầu tiên âm âm gì âm? Âm đờ. Đọc là đờ, được chưa? Rồi, cái thứ hai? Âm tờ. Và cái cuối cùng là âm? Đi. It. It. Rồi, vậy thì bây giờ cô sẽ viết thử một vài chữ ra và con đọc cho cô nha. Ví dụ như là chữ này, mình đọc như nào đây? Loved. Good. Chữ này? Wonder hả? Wonder gì? Wanted. Rồi, tiếp theo từ Bucket. Có phải là bucket không? Có phải là đằng sau chữ K là kit không? Vậy thì từ này nhá. Có ai đọc là lucky đâu? Đâu được. Liked. Liked. Vậy thì cái bake này đọc là gì? Baked. Yeah, baked. Rồi. Nhớ chưa? Sơ lược một xíu nhá. Bây giờ mình sẽ chuyển vào lesson 4 cho cô nè.
speaking. Now look at this one. Describe the best holiday you ever had. When and where you had it. How you reached there. What you did and with whom you did it. Rồi đầu tiên trả lời cho cô nào. Người ta yêu cầu mình gì đây? Diễn tả cái gì đây? The best holiday. Diễn tả gì? Diễn tả mình là làm gì? Diễn tả best holiday. Holiday là ngày gì? Có phải ngày đi học? À, ngày nghỉ. Nhưng mà ngày nghỉ này là ngày nghỉ tuyệt vời nhất hay là ngày nghỉ tệ nhất? Ngày nghỉ tệ nhất. The best. Ah, you are the best. Thấy không? Cô hay khen con you are the best. Hoặc là như vậy thì thành ra các cô lại nói là con tệ nhất hả? No. Best. Best là điểm số. Ví dụ best score là điểm số cao nhất đó. Vậy thì best holiday nó sẽ là gì? Điểm số không nhất. No, please. Nào, cô mới nói gì? Best score là điểm số cao nhất. Vậy thì best holiday nghĩa là ngày gì? Kỳ nghỉ như thế nào? Ngày cao nhất. Ngày cao nhất. Có phải là ngày cao nhất không? Mà gọi là, nếu là ngày thì người ta có gọi là ngày cao nhất không? Điểm thì là điểm cao nhất rồi, điểm tốt nhất. Vậy thì ngày mình sẽ diễn tả như thế nào? Dùng từ gì thích hợp nào? Ngày bình thường. Bình thường là normal mà. Ngày nó hơn bình thường rất là nhiều luôn á. Ngày vui vẻ không? Ngày tuyệt vời nhất mà bạn có, mà bạn đã trải qua. Được chưa? Tuyệt vời nhất. Giống như bọn wonderful vậy đó. Rồi. Đầu tiên người ta hỏi mình phải miêu tả cái gì nè? When and where you had it. When nghĩa là đề cập cho cô ngày đó là ngày nào. Where là ví dụ ngày đó con đã đi đâu. Và ngày này đã xảy ra chưa? Phải là xảy ra rồi nha. Cho nên nhớ là dùng thì quá khứ cho cô. How you reach there. Nó bằng như how do you go, how did you went there. Đó. Nghĩa là hỏi mình đi tới đó bằng phương tiện gì. Hoặc là làm cách nào mà mình tới được cái điểm đó. Rồi, câu số 3. What you did. Con đã làm gì và with whom you did that. Và con đã làm điều đó với ai. Nào bây giờ có thể mình có thể lấy một tờ giấy ra để nháp một xíu. Có cần giấy không? Lấy giấy đi. Con lấy giấy cho cô nhé. Rồi trả lời cho cô câu hỏi trước. Bây giờ trong đầu mình hãy nghĩ tới một ngày mà mình thấy vui nhất. Ví dụ như là ngày mình đi Phú Quốc đi chẳng hạn. Rồi, thì cô sẽ hỏi con nào. When was your holiday? Kỳ nghỉ của con là khi nào đó? Và trả lời cho cô thay vì it is thì mình sẽ nói là it was. Ngày bao nhiêu con nói ra? It was in Saturday. It wasn't Saturday. Mình nói năm và tháng luôn cho cô nè. Năm tháng ngày luôn. Tại vì ngày này là một ngày trong quá khứ. Saturday. October. Một ngày thứ bảy của tháng 10 hả? Cụ thể cho cô được không? Bây giờ thay vì con. It was in October. Nhưng mà năm bao nhiêu nè? Năm 2000.
2020. Được chưa? In 20. Rồi. Câu hỏi số 2. Where were you on your holiday? Where were you on your holiday time? I was at pool. Pool gì? Pool Island. Yeah, Pool Island. Rồi. Giờ bây giờ con sẽ viết câu trả lời cho hai câu hỏi dưới đây, chắc câu hỏi dưới đây của cô nha. Bạn đi. Mình sẽ viết ra, con gõ ra cho cô đi. Câu số 1 nè. Bạn đi bằng cái gì? Đợi cô xíu. Và con làm điều đấy với ai? Ví dụ con đi bơi thì bơi với ai? Con đi chơi thì chơi với ai? Con muốn là đi bằng cái gì rồi? Ok, không. Rồi. Mình viết cho cô nha. Bây giờ không đọc nữa, mình viết cho cô. Cô sẽ gạt ra ba đường để con không lấn qua những cái vạch này. Nó lên đâu rồi? Nhanh nào, nhanh nào. Câu hai là có phải mình trả lời như thế không? Hãy
How did you get to mà? Thì mình phải trả lời là tôi đã đến đó bằng gì chứ? Nhưng mà sao lại I was at được? Rồi trả lời các câu tiếp theo đi, rồi mình sẽ lật lại câu đấy sau. Come on. Cho con. Sao cái nào mày cũng I was at vậy? Có phải không? Rồi nốt cái này. Không biết đến đâu rồi. Khó nghĩ quá hả? Tôi đã làm gì với ai thì tương tự với mình nói ví dụ tôi đã ăn hải sản với ai này, tôi đã bơi với ai này, kiểu thế thôi.
Hang on. Được không nào? Sao con? Câu này mình làm được không? Nãy giờ mà nghĩ được cái đó thôi hả? Chết chết chết. Kiểu này là chết thôi. Ôn lại bài cho cô nha. Mình không có trả lời câu 1 như vậy, không trả lời câu 2 như vậy và cũng không trả lời câu 3 như vậy. Rồi, how did you get to Phú Quốc Island? Nếu mình kiểu how do you go to school thì con sẽ nói nào? How do you go to school, Thành? Nói về hiện tại á. I? I go to school. Bye. Bye. Đi bằng gì nhanh nào? Motorbike. By motorbike. Vậy thì tại sao trong quá khứ con không chuyển go thành gì? Where? Ừ. Tự nhiên I was at cái gì vậy? Thay vì nói I go to school by motorbike thì mình có thể nói là I go to Phú Quốc Island by car. Thì ở đây mình thay thì I go thì thành I. When? Đến đâu thì đó là một địa điểm nào đó con tự cho thôi. Bye. Mà đi Phú Quốc mà đi một ô tô được hả? Nó phải qua biển mà. By plane hoặc là by ship nha. Đi bằng ô tô mà cô. Lúc đầu đi bằng ô tô thôi chứ lúc sau làm sao mà đi bằng ô tô được, phải lên phà hoặc lên thuyền chứ. Lúc đầu nào, what did you do there? Thì hiện tại chúng ta sẽ hỏi là what do you do there. Vậy thì con ăn, tôi ăn đồ biển thì nói sao? I, tôi ăn đồ biển. I went. No, tôi ăn hiện tại cô. Tôi ăn, ăn là gì? Ăn. Nếu con không nhớ được cái chữ ăn thì con phải tìm một cái hành động nào mà đó mà con nhớ. Ví dụ như là tôi bơi. Mình muốn nói ăn lắm nhưng mà mình không nhớ chữ ăn là chữ gì cả. Thì mình phải chuyển sang cái chữ nào mà mình biết ấy. Tôi bơi thì là gì? Bơi là swim. Đó. I swam in the sea. Còn nếu muốn nói đúng như cái con muốn á thì nó sẽ là I. Và chữ seafood nó không viết như thế nhé. Cùng mình viết lại rất là nhiều lần rồi. Gặp lại cho cô nào. I swam in the sea. Và I ate. I ate seafood. Seafood. Được chưa? Rồi, whom do you did that with? Và chỗ này thì mình, con thấy ở trên có hỏi là whom with, mà sao ở dưới con lại dùng and? And là và, còn with thì mới là cùng. Ví dụ tôi bơi và bố à? Đâu đưa? Mình phải nói là tôi bơi cùng bố. I I swam with that. With my bố của ai nào? My dad. My dad. Bây giờ cô sẽ cho Thành 1 phút để nhìn lại tất cả các câu trả lời này. Sau đó cô sẽ xóa đi và Thành phải tự nói từ đầu đến cuối cho cô. Con phải tự kể về một kỳ nghỉ của mình là khi nào, ở đâu, đi bằng gì và làm với ai. Tự nói luôn.
Cô bôi ba câu này ghép lại rồi cô. Không, cả hai câu trên nữa. Không chỉ mỗi ba câu dưới đâu. Rồi, chuẩn bị nha, còn 30 giây. Rồi. Okay, thanks. Describe the best holiday you ever had. Now, describe this one. Describe the best holiday you ever had. Dựa vào các gợi ý ở trên bảng, con có thể nhìn thấy con đã có những cái đấy khi nào, con đã có kỳ nghỉ đó vào khi nào, con đã nghỉ ở đâu, con đã đi đó bằng phương tiện nào, con đã làm gì và con làm với ai, tất cả những câu trả lời của mình thôi. My holiday was in Nếu không nhớ chính xác những cái mình viết thì giờ cô phải tự nghĩ ra cho cô. It was yesterday. It was in Saturday. Ví dụ như mà làm thế nào để biết đó là chủ là thứ bảy đã qua rồi nhỉ? Thứ bảy tuần trước nói sao? Last Saturday. Ok, rồi tiếp theo tự nói. I went to Phú Quốc. I went to Phú Quốc. Bằng gì nói luôn? I went to Phú Quốc by plane. Next one. Tiếp tục. I seafood. Ate seafood, gì nữa? I swam with my dad. Rồi, có thế thôi. Không khó đâu. Đúng nhỉ? Không hề khó nha. Cho nên là
Mình cố gắng lần sau không có lâu la như vậy nữa. Tất cả những gì học rồi. Nào, party. Thành nhắc lại cho cô nha. Party. Sunday. Enjoyed. Enjoyed. Invite. Invite. Rồi, đọc các câu sau như sau. I went to my birthday party yesterday. I went to my birthday party yesterday. 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 They took part in the festival on Sunday. They took part in the festival on Sunday. We enjoyed the food and drink at the party. We enjoyed the food and drink at the party. I want to invite Tony and Fum to my birthday party. I want to invite Toy and Fum to my birthday party. Good. Party. Sunday. Enjoy. Invite. Rồi, đọc hết 4 từ lại một lần nữa cho cô nè. Party. Sunday. Enjoy. Invite. Good. Now, water. Rồi, look at the bucket. Water. 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 Invite. 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 Cartoon. Invite. Cartoon. 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 Yeah, okay, what does it mean, invite? What does it mean? Là mọi người đang đưa hương. Invite là gì? Mời, invite to the birthday party. Tiếp theo, water, what does it mean? Water. Water. Oh yeah, so cartoon. 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 Nhìn xem nó là gì đó. Phim gì đấy? Con thấy chị hay Mr. Bean luôn. À, Mr. Bean đó là phim gì? Phim hoạt hình. Yeah, so cartoon, what does it mean? Là phim hoạt hình. Yes. Party. 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 Morning. 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 Good. Sunday. 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 Okay. Và như thế này, những cái từ này đều dễ rồi đúng không? Enjoy. 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 Comic. 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 Repeat. 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 Okay. Now, enjoy. Enjoy, what does it mean? In China. Do you enjoy the party? Người ta hỏi thế đó. Do you enjoy the party? Yeah. Ai? Tại gì? Ok. Vậy thì enjoy ở đây là gì ta? Enjoy. Ở đây là vui vẻ. Đang vui vẻ, đang thích hay không thích? Thích. Đang thích, được chưa? Rồi, comic. Là chuyện. Ừ, chuyện gì? Chuyện trang. Chuyện trang chứ không phải chuyện chữ nha, nó khác nhau đó. Rồi, repeat. Repeat là nhắc lại. Nhắc lại hoặc là lặp lại.
như cô với con thì mình gọi là nhắc lại, nhưng nếu mà cái việc mà con làm đi làm lại thì người ta cũng gọi là repeat. Rồi, tiếp nha. Birthday. 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 Okay. Birthday. Picnic. 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 Complete. 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 Mm. Birthday, what does it mean? Birthday là sinh nhật. Okay, picnic. Picnic là dạ ngoại. Mm. And complete? Là tích. Có phải là tích không? No. Đúng. Mình sẽ thấy cái dấu tích này khi như thế nào? Nhưng khi mình là đúng. Nhưng mà khi nào mà cô mới chấm mình đúng? Khi mình đã hoàn thành bài tập chưa? Rồi. À rồi. Thì complete ở đây nó có nghĩa là đã hoàn thành. Được chưa? Ừ. Đó. Now read and answer. Bây giờ mình đọc bài này cho cô nha. Đọc đi. My name is Nam. It was birthday last Sunday. I invite. Đọc có trường thiếu chữ nha. Some four of my classmates to the party. The group me parents like comic books, robots, and a teddy bear. We at case with food and ice cream. We do want food juice with a listen and Vietnam song. Mm-hmm. We did from play the guitar. My name is play the piano. The party is 7 p.m. We enjoyed it. Eat very much. Okay, rồi đọc lại bài này cho cô nha. My name is Nam. Và con đọc có nhiều đoạn nhanh quá nên đã bị thiếu từ. It was my birthday. My name is Nam. It was my birthday. Không phải là it mà là it was my birthday party. It was my birthday last Sunday. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates. To the party. They gave me Present. Like comics books. Like comic books. Robots. And a teddy bear.
We ate cakes. Sorry, we ate cakes. We ate cakes. Sweet. Fruit and ice cream. Ice cream. Fruit and ice cream. Ice. See that you're gonna. Ice. We drank fruit juice. We sang English and Vietnamese songs. We danced. Hôm trước mình học rồi, cái phát âm này là chữ tờ. We danced. Two, Fun played the guitar. Fawn played the guitar. And Linda played the piano. The party ended. At 7 p.m. Rồi, nhìn lại một lượt thông tin. Vậy thì nhân vật chính ở đây tên là gì? Tên là Nam. Sinh nhật cậu ấy khi nào? Birthday, bữa tiệc sinh nhật. Khi nào? Khi bữa tiệc sinh nhật. Cô đang hỏi là khi nào? Khi cuối tuần. Cuối tuần cụ thể là ngày nào? Ngày thứ bảy. Nhìn vào trong đoạn văn. Ngày chủ nhật. Chủ nhật vừa. Vừa trước. Tuần trước hoặc là chủ nhật vừa rồi. Rồi, bạn Phong đã mời ai? Vâng. Phong đã mời Linda. Nhìn lại xem. Bạn Nam đã mời ai? Bạn Phong và Linda. Có thật không? Có mỗi Phong và Linda thôi hả? Với nội. I invited cái gì kìa? Tôi đã mời gì? Tôi đã mời cả lớp. Đấy. Có thật là mời cả lớp không? Mời bạn lớp. Mời bạn cùng lớp nhưng mà mời ít hay mời nhiều? Mời nhiều. Some of my classmates. Some là gì? Some ví dụ như là some pen, some chicken, some flowers. Vậy some là gì nè?
Some là ít hay nhiều, người ta dịch some là một vài. Được chưa? Some nhiều. Một vài, nó không nhiều lắm đâu con. Nó là một, tôi mời một số người bạn của tôi ở trong lớp tới bữa tiệc thôi. Nghĩa là không phải mời hết cả lớp, mà chỉ mời một số bạn ở trong lớp thôi. Rồi, và khi mà đến với bữa tiệc của Nam thì các bạn đấy đã tặng Nam cái gì nhỉ? Tặng Nam một quyển sách. Sách đó là sách gì? Có phải một cuốn không? Comics book. Một. Con nhìn xem chữ book đấy như thế mà còn gọi là một hả? Nhiều quyển sách. Có thể là sách không? Nhiều quyển. Comics. Comics mới học xong, mới đọc xong hồi nãy. Comics. Là nhiều quyển chuyện. À, chuyện gì? Chuyện tranh. À, rồi tiếp, còn gì nữa? Ngoài chuyện tranh là tặng gì nữa nè? Một con robot. Lại một con robot à? Nhiều con robot. Ừ, nó có đâu có nghĩa là a robot đâu. Và gì nữa? Và một con teddy bear. Gấu. Ờ, một con gấu gì? Gấu thật hay là gấu gấu bông? Gấu bông. Ừ. May quá, không phải gấu thật không là ăn thịt mất rồi. Rồi, và các bạn nhỏ đã làm gì về bữa tiệc nào? Các bạn nhỏ đã hát. Đầu tiên là ate cake. Đã làm ăn gì? Ăn bánh kem. Ừ, ăn bánh. Sweet. Ăn cake là ăn bánh, rồi ăn sweet thì sao? Ate sweet. Ăn gì? Ăn... kẹo. Ừ. Fruit. Ăn gì nữa? Ăn trái cây và ăn kem. Ăn kem. Rồi. Và rồi, sau đó họ uống gì? Nước gì? Nước uống nước. Uống nước ép. Ừ. Uống nước ép trái cây. Và họ hát. Hát không? Hát. Hát không? Hát những bài hát như thế nào? Listen. And Vietnam song. English song and Vietnam song. Vậy thì bài hát tiếng gì? Tiếng Anh và tiếng Việt. Ok. Rồi họ còn làm gì nữa? Ngoài hát ra họ còn làm gì nữa? Họ còn nhảy nữa. Ừ, họ còn làm nhảy nữa. Vậy thì bạn Phong thì phụ trách việc gì? Phụ trách về guitar. Chơi guitar. Thế còn bạn Linda thì sao? Thì đánh piano. Và bữa tiệc kết thúc vào lúc mấy giờ? Đến lúc 7 giờ tối. Vào lúc 7 giờ tối. Và họ có thích bữa tiệc đó không? Có. Nhiều không? Nhiều. Ừ, tại sao lại biết là nhiều? Tại vì enjoy. Tại vì enjoy là tôi thích. Nhưng mà sao để biết là thích nhiều hay thích ít à? Very much. À, very much là gì? Rất? Rất nhiều. Rồi, vậy thì ở về nhà trả lời được các câu hỏi này không? Được. Ừ, được nhé. Và ôn lại bài cho cô. Xem lại bài những cái câu hỏi mà hồi nãy cô vừa mới hỏi á. Chứ hồi nãy là trả lời như vậy là chưa có được đâu, nghe chưa? Ok, giờ thì như thế nào? Rồi, bye bye. Ok, giờ thì bye bye. See you again. See you.